Đây làm gì vậy Đốm? Chúng ta đợi bọn châu chấu đến đây. À, thì ra là vậy. Kìa kìa, bọn chúng tới rồi kìa. Mình ăn vườn này hả đại ca? Ăn đại thôi chứ biết sao giờ. Ông chủ vườn xịt thuốc nhiều quá à. Ăn có bị sao không đại ca? Chúng ta nhờ thuốc của ông ta mà lớn như thế này thì còn sợ gì nữa chứ. À hiến, chúng bay đâu, tấn công. Bọn mình ra tay thôi. Tấn công. Cái gì vậy bọn bự? Thì tấn công bọn chung, đâu phải đánh nhau kiểu đó đâu. Bọn bự ham đánh nhau quá. Vậy phải làm sao? Xem mình nè. Bọn châu chấu kìa. Ai mà dám hổ ngào thế? À thì ra là con trai của lão già nhà Đốm kia. Để em xử nó cho đại ca. Ừ, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tên kia, mũi cho ta xem đi. Ngươi làm gì thế hả? Còn ngươi, cũng mũi cho ta coi. Ngươi dám kêu ta múa? Hay quá, hay quá. Mấy đứa con thiệt là giỏi, đã nghĩ ra cách cứu ta. Nhờ Đốm với bụng bự thông minh đó bác. Chuyện nhỏ thôi. Vậy bọn châu chấu này, chúng ta làm gì với chúng bây giờ hả ba? Hay là mình đem nó về nuôi, để dành cỡ đi học nha Đốm. Nhưng mình lấy đâu ra cỏ cho nó ăn đây chứ? Hay mình tiêu diệt nó đi ba. Chúng không có lỗi gì con à. Chúng cũng là nạn nhân của những người dùng chất độc để trồng trọt mà thôi. Cách này cũng không, cách kia cũng không. Vậy biết làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bảo chúng nó bay vào rừng. Chúng sẽ sống ở trong đó. Ba thật là sáng suốt. Ba là ba của con mà. Mà công nhận chúng khỏe ghê. Chở chúng ta nãy giờ mà không mệt. Ừ, chứ không nó quăng chúng ta xuống dưới kia rồi. Nếu mấy đứa không cứu ta thì có vẻ như sẽ an toàn hơn, có đúng hay không? Ba nói đúng á. Con cũng nghĩ vậy nữa. Con xin lỗi. Tại con tất cả.